Hello, xin chào các bạn. Lại là Bơm đây. Bơm vừa đi lấy ra củ đậu về. Đây, cái này là có bóng chuyền của Bơm đấy. Đi. Bơm để ở đây, vào ăn củ đậu đã. Ui trời ơi, bị hỏng rồi đây này. Bơm bỏ số hỏng rồi ra. To thế nhỉ? Ui, hỏng hết rồi. Chán thế. Thôi, bỏ ăn tạm một miếng vậy. Má nó. Trời ơi, còn gì xui dẻo hơn các bạn ơi. Vừa gọi một miếng ra thì nó bay bố mất rồi. Thôi, bỏ ăn tạm miếng này đi. Củ đậu này, nó bị hỏng mất rồi. Đen thật á. Mãi mới đi trộm được một củ. Nó hỏng bố nó mất rồi. Ây da, bà mời các bạn nha. Tên tên bà mang muối ớt đi nè. Bà mời đổ ra, bà mới chấm được. Chấm nè. Mát quá. Bơm đang chăn bò ngoài kia, bơm thấy củ đậu đấy, bơm vào đây bơm ăn luôn. Qua các bạn xem. Lựa lựa miếng nữa để ăn. Mà củ đậu này hỏng vô nó hết rồi. Trời ơi là trời. Thôi, bơm bỏ nó đi. Bơm không ăn nữa. Nó bị hỏng hết rồi. Đây là quả bóng chuyền của bơm. Hay là bơm cắt ra ăn nhỉ? Không có cái này thì chả ăn cái kia. Ây à, sao bơm không thấy cái gì ăn được ta? Có bóng chuyền của bơm đéo vậy? Ôi, toàn nói không à các bạn. Không có một cái gì luôn. Thôi rồi bơm ơi nào bơm. Không có một cái gì để ăn luôn. Trời ơi. Lắm một cái anh em vậy. Bơm cái này không có gì chấm ăn. Mặn lắm. Hay là bây giờ bơm kể chuyện cho các bạn nghe nha. Hôm nọ nha, bầm đi chăn bò các bạn ạ. Thế là bầm thấy có một chị xinh chị đi qua, chị xinh lắm các bạn ạ. Chị bầm mới hỏi nha, chị ơi, chị xinh ơi. Bầm gọi mãi chị ấy mới nghe. Thế là bầm lại hỏi, chị xinh bao nhiêu tuổi rồi? Chị ấy bảo là chị 19 tuổi. Chị ấy xinh lắm. Bầm mới hỏi nè, chị có người yêu chưa? Chị ấy bảo là chị ấy chưa có người yêu các bạn ạ. Xong là chị ấy bảo là, sao bầm đẹp trai thế? Lớn nhanh chị đợi. Úi trời ơi, bầm sướng quá. Chứ là bầm đang ngồi trên lưng con bò. Bầm sướng quá, bầm cười, bầm ngã vô nó xuống. Thế là chị ấy, chị cứ ra chị cười bầm. Bầm buồn cười quá. Chứ là bầm không biết làm thế nào để cho nó đỡ ngại. Bầm cứ cười với chị ấy thôi. Ê đằng trong à, tự nhiên không hiểu làm sao thế, chị trinh quá. Chị ấy đứng ở bên bờ bên kia các bạn ạ. Thế là bà mới muốn đi sang đấy để nói chuyện với chị ấy, cầm tay chị đi chơi như này nè đấy. Nhưng mà không hiểu tại sao bà lại nghĩ cái gì cứ mà nhìn chị ấy, bà lào bố nó xuống ào mất. Thế là chị này cười bòm các bạn ạ. Bòm tức quá, bòm lặn xuống, bòm lấy bùn bòm đáp vào mặt chị ấy. Nhưng mà chị ấy né được. Thế là chị ấy chạy về. Chị ấy cầm cái roi ra. Chị ấy đánh bầm. May quá, bầm chạy kịp. Nhưng mà con bò của bầm thì xuống hết cả đít các bạn ạ. Chị ấy tức quá, chị không đánh được bầm. Chị đánh con bò của bầm. Nhưng mà tại chị ấy xinh quá, chị cứ nằm bầm cười bầm ngã đi chứ. Chạy cũng chạy một phần là bầm mới dài quá mà. Trời ơi, trời thì nóng thế này. Rồi, ước gì bây giờ bầm được đi bơi nhỉ. Nhưng mà bầm phải chăn bò trời.
các bạn chăn bò cho Bờm đi, để Bờm được đi bơi. Rồi, về đồ ăn thì cũng không có gì để ăn. Củ đậu thì hỏng. Quả bóng chuyền thì không còn cái gì bên trong. Không biết bây giờ Bờm ăn cái gì bây giờ, Bờm đói quá. Bờm phải đi chăn bò nữa đây này. Đáng nhẽ lại ra gặp quả cùng bò. Như thế có mà điên à, con người ai mà ăn được quả đúng không các bạn? Thôi, nhưng mà không biết Bầm nó có ăn lúa ở nhà người ta không nhỉ? Thôi bây giờ Bầm phải đi ra ngoài để xem trông con bò đây. Tạm biệt các bạn nhá, các bạn thấy hay thì hãy cho Bầm một like và một chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bầm nha. Đặc biệt là ấn nút cho bên cạnh để nhận thông báo mới nhất từ kênh của Bầm. Bye bye các bạn, bye bye.